Hi, xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Điện Thoại Vui TV. Thì những video lần trước có một số những video thì mình có quay lại màn hình của chiếc iPhone của mình và sau đó chèn vào cái video và các bạn có thể thực hiện theo đó rất là dễ dàng. Thì một số bạn cũng hỏi mình là làm như thế nào để mình có thể quay được video và thậm chí là mình có thể lấy luôn được tiếng đó. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với chiếc iPhone 8 của mình và mình sẽ cùng với các bạn thực hiện nha. Trên chiếc iPhone 8 của mình thì nó đang chạy phiên bản hệ điều hành iOS 11 đó, như các bạn có thể thấy ở đây. Thì bắt đầu trên iOS 11 thì Apple mới hỗ trợ cái việc quay màn hình cho những chiếc iPhone hoặc là iPad. Còn những cái phiên bản ở dưới đó thì các bạn buộc phải jailbreak và cài thêm phần mềm, nói chung là rất là rắc rối. Và từ iOS 11 thì Apple đã hiểu người dùng hơn và bắt đầu có những cái thay đổi tích cực hơn rất là nhiều đó. Ok, và sẽ không lan man nữa, mình sẽ cùng thực hiện luôn. Mặc dù Apple đã thêm cái tính năng ghi màn hình vào trong những chiếc iPhone, tuy nhiên thì nó sẽ không nằm ở màn hình home screen, nó cũng sẽ không nằm ở phần cài đặt mà các bạn vẫn sẽ truy cập vào một cài đặt, sau đó tìm vào một trung tâm kiểm soát, tùy chỉnh điều khiển và ở đây các bạn có thể thấy ghi màn hình, chọn vào nó. Đó, và chúng ta đã có một cái mục ghi màn hình ở đây. Tiếp theo các bạn vuốt ở dưới lên cái thanh Control Center và ở đây chúng ta sẽ có một cái nút ghi màn hình. Tiếp theo chúng ta sẽ nhấn giữ vào nó và chọn bật micro. Đó, tiếp tục các bạn sẽ chọn là bắt đầu ghi và 3, 2, 1. Đó, chúng ta sẽ bắt đầu ghi màn hình. Đó, thì mình sẽ thao tác ở trên màn hình của mình và để các bạn có thể tiện theo dõi nha. Đó, như bạn có thể thấy ở đây, một cái video của Điện Thoại Vui. Đó, các bạn có thể vào link của Điện Thoại Vui TV và ủng hộ cho mình một like, một subscribe hoặc là thêm những cái video mà mình làm nhảm như những video như thế này. Đó, các bạn có thể thấy ở đây, rất là nhiều những video mình ngồi mình nói nhảm. Đó. Thì sau khi các bạn đã quay màn hình chán chê xong rồi thì các bạn sẽ vuốt lên lại và chúng ta sẽ bấm dừng. Đó. Và tùy thuộc vào video dài hay ngắn thì chiếc máy của bạn nó sẽ xử lý và lưu vào ở trong một hình ảnh. Ở đây mình sẽ truy cập vào một ảnh và cho các bạn xem. Đó. Đó, như bạn có thể thấy thì mình đã ghi âm lại rồi. Đó, và đây sẽ là tiếng hoàn toàn phát ra từ chiếc iPhone 8 của mình. Đó, tới đây thôi. Ok, và cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Và nếu như thấy video của mình hữu ích cũng đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh Điện Thoại Vui TV để ủng hộ bọn mình nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Và nếu như có thấy không thích thì các bạn cứ để lại một dislike cũng được. Và cảm ơn các bạn đã ủng hộ cho mình một view ở trong video này. Thực sự thì cái việc quay màn hình này thì mình nghĩ nó khá là nhảm khi mình làm một cái video như thế này, nhưng cũng rất là nhiều bạn quan tâm tới những cái việc rất là đơn giản như thế này và mình cũng đã quyết định làm và để phục vụ cho các bạn. Ok, và cảm ơn các bạn rất là nhiều.